Ví dụ như ở đây tôi muốn vẽ một cái phào vào đây, vào tường này đúng không? Thì các bạn có thể vẽ bằng lệnh script này. Chọn đây, tôi chọn đây là vuông. Ok, các bạn chọn cho tôi đây là phào là P1 chẳng hạn. Ok, thì các bạn này vẽ một script này. Các bạn này dùng pick path là pick ở cái cạnh này. Pick path là pick trực tiếp nhé, nó không phải vẽ một sketch đâu. Thì sau này cái cửa này hay là những cái tường này thay đổi thì cái đường đấy nó cũng thay đổi theo. Đúng chưa? Đấy, pick path, hoặc chúng ta có thể là pick path offset. Trong pick path nó còn có offset nữa cơ. Pick 3D này, pick 3D cái này không có offset. Cái chuẩn thôi. Finish. Thì ví dụ như đây tôi edit profile, tôi muốn vẽ từ đây đến đây, nó cách ra tầm khoảng 100 chẳng hạn. Rồi nó mới ra ngoài này là tầm khoảng bao nhiêu? 80. Nên đây 100, đây 100, đây 100. Cái này xóa đi. Có nghĩa là nó không vào gốc mà nó cách thằng tường này 100 ấy. Đến finish đây. Này. Các bạn sẽ thấy được cái tường vào qua viền nha. Mọi người thấy không? Thì khi đấy mọi người có thể copy từ dưới lên trên hay như thế nào thì mọi người có thể copy được. Nhưng mà những cái này nếu mà mọi người vẽ như thế này ấy, nếu mà dùng family thì nó sẽ lợi thế hơn nhiều. Chọn này. Như thế này thì nó cũng nhanh rồi. Đúng không? Còn đây các mã vật liệu đây, ví dụ mình muốn đặt vật liệu material, kích vào đây. Tôi chọn là structure material. Chọn đây. Structure material. Nhiều vật liệu. Ok. Finish. Ok thì bây giờ mình ra ngoài này, cái này nó bây giờ nó thành một cái family model template này, world 1 này. Mọi người thấy không? Thì bây giờ nó tên ở đây như này, mình edit này. Mình sẽ thấy trong đây bảng vật liệu của nó đây đúng không? Chọn đây này. Đó, mình chọn đây, ốp đá nhân tạo, ok đây. Mọi người nhìn đây. Đây này. Thấy không? Bây giờ mình muốn vẽ tiếp sang cái phào bên kia, mình click loop vào đây. Vẽ những cái này thì các bạn có thể là hoa văn họa tiết thì thoải mái nhá. Cái này profile mình đã làm với nhau nhiều rồi. Này. Ví dụ như này. Nếu có những bạn bạn muốn vẽ như này chẳng hạn. Cái phào chỉ nhỉ? Copy từ đây qua đây. Đây. Chọn này, copy. Chọn này, copy này. Cái nó copy được trên lệnh 3D nên là nhiều lúc nó cũng nhàn hơn chút. Click được đây. Thì cái này nó liên quan đến sketch path này, chọn lên pick path này, tích vào pick path này. Thì giờ mình phải pick vào đây, vào cái cạnh này. Nha. Coi như là cái cửa này là sao? Nó không chuẩn. Mình phải align. Đúng không? Mình sẽ về mặt đứng này. Mặt đứng này mình chỉnh finish đi. Hoặc là align đường gióng này. Đấy. Đấy. Đó. Cái cửa này nó không chuẩn đấy. Edit profile nó cao 1350 sao ấy. Vào nên nó phải là 1400 chẳng hạn. Ok. Nên là do các bạn này, bạn ấy vẽ file này, bạn ấy sai, nhưng bình thường tôi cũng không vẽ như này. Thế tôi vẽ trên file của bạn đấy. Hiểu không? Chọn đây. Ví dụ như cái cửa này lên trên đây thì copy lên thôi. Ừ. Đấy. Đúng không? Tương tự sang bên này cũng vậy. Thì chúng ta sẽ tạo được ra được một cái mặt này. Nhưng mà đến cái mặt bên kia ấy, thì chúng ta lại phải xét lại mặt phẳng. Đúng không? Thì nó hơi mất thời gian. Còn sau này cái này chúng ta sẽ tạo là nó chỉ là một cái family thôi. Nhưng mà nó nhiều kích thước đấy. Ta hiểu không? Chỉ tạo một cái duy nhất và lần sau lại dùng. Hoa văn cũng đặt được parameter rồi. Nó còn thay được parameter này. Cái kiểu kia thì nó cũng linh động. Có nghĩa là cái này thì mình gọi là làm nhanh ấy. Hiểu không? Mình làm nhanh. Ừ. Ừ. Đấy gọi là sơ sơ bộ như thế. Nhưng mà triển khai family sẽ lợi thế hơn. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Thì đây là cái cách mà model template. Thì tất cả các khối này thì liên quan đến khối này thì nó cũng có cả cái khối rỗng nhá. Khối rỗng để nó trừ khối đi ấy. Nó cũng tương tự như này. Thì cách chủ yếu là cách chúng ta tạo hình nó như thế nào thôi. Mọi người với tôi nhỉ. Còn đâu Revit nó chỉ có 5 cái công cụ này thôi nhá. Các bạn lưu ý cho tôi. Không còn cái công cụ nào khác. Extrude, Blend, Revo, Sweep, Blend Sweep và Void là khối rỗng, là Void Extrude, Void Blend, Void Revo.
và voice blend. Nó chỉ có 5 10 cái lệnh này là 5 đặc và 5 rỗng để phối hợp với nhau để tạo ra tất cả các loại hình. Mọi người ý tôi nhỉ? Nha.